truy nã bị can giả danh đại úy quân đội, lừa tiền, tình của hai cô gái. Ngày 24 tháng 12, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa quyết định truy nã bị can Lương Ngọc Long, 35 tuổi, chú thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ, Gia Lai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, tháng 2 năm 2021, Long từ Gia Lai xuống Đà Nẵng tìm việc làm. Trong thời gian thất nghiệp, Long nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mạo danh sĩ quan quân đội. Long lên mạng xã hội tìm mua 3 bộ quân phục, trong đó có 2 bộ quân phục thường dùng mùa hè, 1 bộ quân phục dã chiến, đặt làm một bảng tên Lương Ngọc Long, 1 mũ đồng phục, cầu vai quân hàm đại úy và phù hiệu của quân chủng phòng không không quân với giá 750.000 đồng. Sau đó, Long lập nhiều tài khoản Facebook, TikTok và quân phục, chụp ảnh làm hình đại diện cho các tài khoản mạng xã hội. Để tăng thêm uy tín, Long lên mạng tải về trang cá nhân các hình ảnh liên quan đến hoạt động của một số đơn vị quân chủng phòng không không quân. Sau khi dựng lên hồ sơ sĩ quan quân đội dòm, Long kết bạn với nhiều cô gái và gửi hình ảnh giả đại úy không quân của mình để gây dựng lòng tin. Từ tháng 2 đến cuối tháng 3 năm 2021, Long kết bạn với 2 cô gái ở thành phố Đà Nẵng, tự giới thiệu là đại úy quân đội, đang độc thân. Sau khi chiếm được tình cảm của 2 cô gái, Long đã mượn tổng cộng 61 triệu đồng cùng một điện thoại OnePlus 8 Pro, giá trị khoảng 24 triệu đồng. Lấy được tiền, Long vứt bỏ 3 bộ quân phục cùng phù hiệu, bảng tên, trở về địa phương, cắt liên lạc với các nạn nhân. Sau khi bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lương Ngọc Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.